Cuộc đời và sứ vụ của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, sinh năm 1624, mất năm 1679. Người đồng sáng lập Hội thừa sai Paris, đại diện tông tòa tiên khởi Đàng Trong, người khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam, đấng sáng lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá, và là đấng sáng lập dòng Mến Thánh giá. Cuộc đời Đức cha Lambert. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte chào đời vào tháng 1 năm 1624 tại Lisieux, thuộc vùng Normandy, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc công giáo đạo đức và được rửa tội ở nhà thờ Saint-Jacques. Năm 9 tuổi, Ngài được ơn soi sáng để quy tụ những người yêu mến thánh giá của Chúa Giê-xu. Năm 1646, Lambert làm thẩm phán tại tòa án thuế vụ Rouen. 9 năm sau, Ngài từ bỏ sự nghiệp thẩm phán và đi vào chủng viện. Ngày 27 tháng 12 năm 1655, Pierre Lambert de Lamotte được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Bayeux. Ngày 9 tháng 9 năm 1659, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Lambert làm đại diện tông tòa Đàng Trong Việt Nam, 4 tỉnh miền Nam Trung Hoa và đảo Hải Nam. Ngày 6 tháng 11 năm 1660, cha Pierre Lambert de Lamotte được thụ phong giám mục trong nhà nguyện của dòng thăm viếng ở Paris. Ngày 18 tháng 6 năm 1660, Đức cha Lambert lên đường sang châu Á truyền giáo. Hành trình gian khổ và nguy hiểm này kéo dài hơn 2 năm. Ngài đến Ayutthaya, Thái Lan vào ngày 22 tháng 8 năm 1662. Sứ vụ. Ba công nghị địa phương: công nghị Ayutthaya, công nghị Phố Hiến và công nghị Hội An. Có thể nói, hai giáo phận đầu tiên của Giáo hội Việt Nam, Đàng Ngoài và Đàng Trong, được xây dựng dựa trên nền tảng ba công nghị địa phương do Đức cha Lambert khởi xướng. Ngày 29 tháng 2 năm 1664, cùng với Đức cha François Palluy, Đức cha Lambert tổ chức công nghị Ayutthaya với 8 thành viên gồm 2 giám mục, 5 linh mục và một giáo dân thừa sai, với nội dung soạn thảo huấn thị gửi các thừa sai, xây dựng một chủng viện chung cho cả vùng Viễn Đông và lập hội tông đồ. Ngày 14 tháng 2 năm 1670, Đức cha Lambert triệu tập và chủ tọa công nghị Phố Hiến với sự hiện diện của 13 thành viên gồm một giám mục, 3 linh mục thừa sai Pháp và 9 linh mục Việt Nam. Ngày 19 tháng 1 năm 1672, Ngài tổ chức công nghị Hội An với 3 thừa sai, 2 linh mục Đàng Trong và một số thầy giảng. Chủng viện và hàng giáo sĩ Việt Nam. Sau công nghị Ayutthaya năm 1664, Đức cha Palluy trở về Roma để báo cáo cho Tòa Thánh kết quả của công nghị. Đức cha Lambert ở lại Ayutthaya đã bắt tay vào việc khởi động xây dựng chủng viện cho miền Đông Á vào năm 1665 theo quyết định của công nghị. Khai sinh hàng giáo sĩ, phong chức linh mục 4 người Việt đầu tiên năm 1668. Một kết quả quan trọng của công nghị Ayutthaya là bản Monita Admissionarius nhắn nhủ các thừa sai do hai vị đại diện tông tòa chấp bút và hoàn tất năm 1665. Văn kiện dựa trên linh đạo Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, nền tảng của người linh mục truyền giáo là cầu nguyện và hy sinh. Văn kiện này đã được Đức Giáo Hoàng khen ngợi và ngày nay vẫn còn được sử dụng trong việc đào tạo linh mục tại các chủng viện ở Việt Nam. Chủng viện đầu tiên của Đông Nam Á do Đức cha Lambert khởi động, thành lập tại Ayutthaya năm 1665, sau đó đã phải dời sang hòn đất Hà Tiên từ năm 1760 đến năm 1765, tiếp đến dời sang Pondicherry, Ấn Độ năm 1770, cuối cùng dời về Penang, Malaysia từ năm 1809 đến nay. Có nhiều chúng sinh từ Việt Nam đã được gửi sang tu học tại chủng viện Penang, trong đó có 5 chúng sinh người Việt đã được phúc tự đạo và đã được phong thánh năm 1988 gồm các vị Thánh Philippe Phan Văn Minh, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Hiện nay, Giáo hội Việt Nam có 27 giáo phận với 50 giám mục,
29 vị tại chức và 21 vị nghỉ hưu, 5.109 linh mục và 11 đại chủng viện với 2.712 chúng sinh. Các hội dòng mến thánh giá. Đức cha Lambert trực tiếp lập 3 hội dòng mến thánh giá, khai sinh dòng mến thánh giá đàng ngoài năm 1670, đàng trong năm 1671 và Thái Lan năm 1672. Tiếp nối đường hướng xây dựng giáo phận của Đức cha Lambert, các giám mục kế vị tiếp tục lập dòng mến thánh giá trong giáo phận của mình. Dòng mến thánh giá cuối cùng được tòa thánh công nhận là dòng mến thánh giá Bà Rịa, do Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục tiên khởi giáo phận Bà Rịa, đã ký văn thư thiết lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2008. Cho đến nay, đã có 30 hội dòng mến thánh giá với tổng số 9.631 nữ tu, 24 dòng mến thánh giá tại Việt Nam, 3 dòng mến thánh giá tại Thái Lan, 1 dòng mến thánh giá tại Lào, 1 dòng mến thánh giá tại Campuchia, 1 dòng mến thánh giá tại Hoa Kỳ. Những đóng góp của các dòng mến thánh giá với linh đạo yêu mến Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào công cuộc xây dựng giáo phận, giáo xứ và phục vụ người nghèo. Hiệp hội tín hữu mến thánh giá. Một trong những hoa trái của Đức cha Lambert để lại là Hiệp hội tín hữu mến thánh giá, ngài lập ở đàng ngoài vào năm 1669-1670. Hiện nay, cộng đoàn các nữ tu mến thánh giá đồng hành với các hiệp hội tín hữu mến thánh giá, giúp họ sống linh đạo mến thánh giá giữa đời. Tổng số hội viên hiện nay hơn 18.891 hội viên. Ngày 15 tháng 6 năm 1679, Đức cha Lambert đã an nghỉ lành thánh trong Chúa tại Ayutthaya, Thái Lan. Năm 2003, Đức Hồng Y Kit Bun Chu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan cho cải mộ Đức cha Lambert, đã lấy một số mảnh xương, đặt vào 4 hộp kẽm để trong 4 bình và tặng cho các hội dòng mến thánh giá ở Việt Nam 2 bình, bình số 2 và số 3. Bình hài cốt số 2 được di dời từ hội dòng mến thánh giá Chợ Quán đến nhà nguyện cổ tiểu chủng viện Sài Gòn tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, nhân dịp lễ giỗ 343 năm của Đức cha Lambert. Bình hài cốt số 3 được di dời từ hội dòng mến thánh giá Quy Nhơn đến nhà thờ chính tòa Quy Nhơn vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, dịp lễ suy tôn thánh giá. Sau khi đón nhận bình hài cốt số 1 tại dòng mến thánh giá Chantaburi, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, phụ trách hồ sơ án phong thánh Đức cha Lambert và phái đoàn, đã đưa về dòng mến thánh giá Kiên Lao Bụi Chu ngày 28 tháng 12 năm 2022. Sau đó, ngày 30 tháng 12 năm 2022, bình hài cốt số 1 đã được di dời sang tòa giám mục Bụi Chu, giáo tỉnh Hà Nội. Khi nhận được phép lạ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chúng con qua email chính thức của ban phụ trách hồ sơ án phong thánh Đức cha Lambert trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, hoặc qua các địa chỉ sau. Kinh xin ơn. Nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con cảm tạ Cha đã dùng ánh sáng Thánh Linh hướng dẫn Đức cha Lambert thực hiện công cuộc truyền giáo và tổ chức đời sống giáo hội tại những miền đất Á Châu trên nền tảng vững chắc là hàng giáo sĩ địa phương, các nữ tu bản xứ và những giáo dân nhiệt thành, để làm điểm tựa cho dân thánh trong thời quẩn bất cũng như an bình. Xin Cha cho chúng con biết noi gương Ngài, yêu mến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh và hy sinh phục vụ để góp phần cứu rỗi anh chị em đồng loại. Nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Lambert, với sự bảo trợ của mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin Cha ban cho chúng con ơn mà chúng con đang tha thiết khẩn nguyện.
Chúng con cầu xin Cha, với niềm tin tưởng Ngài sớm được tôn phong trong hàng ngũ các thánh, để tôn vinh tình thương và quyền năng của Cha nơi các dân tộc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cùng mẹ con xin đón
khen Chúa tình thương ngàn đời, ơn phúc thiêng thắm ngời. Đây thời gian tuyệt vời, mọi người chan chứa ơn trời. Ôi lạy mẹ Chúa tôi, cùng mẹ nhịp bước đem con Chúa trời vào. Tham dự phiên tòa mở án điều tra phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Thiên Chúa 50 năm biết bao hồng ân, giáo phận chúng con ngày đêm an bình tươi sáng. Ơn Thiên Chúa ban tràn lan trên khắp muôn nơi, hân hoan mến Chúa yêu người hạnh phúc tuyệt vời. 50 năm hồng ân chan chứa, luôn hân hoan nhờ mẹ Thiên Chúa, trong tình yêu cùng mẹ vui sống, yêu thương nhau rắc rêu tin mừng. Qua ngàn gian khó muôn ân Thiên Chúa luôn tặng ban, có mẹ dấu yêu hằng luôn bao bọc nâng đỡ. Muôn muôn tiếng ca hòa vang câu hát tri ân, xin tôn vinh Chúa danh người, người sáng muôn đời. 50 năm hồng ân chan chứa, luôn hân hoan nhờ mẹ Thiên Chúa, trong tình yêu cùng mẹ vui sống, yêu thương nhau rắc rêu tin mừng. Ngày mai cho tương lai mãi luôn đẹp tươi, giáo phận chúng con đồng tâm xây dựng cuộc sống, yêu thương gửi trao cùng nhau xây đắp gia đình, ra đi loan báo tin mừng hạnh phúc nước trời. Nhờ mẹ Thiên Chúa, xin kính mời đoàn khách danh dự tham dự phiên tòa mở án điều tra phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte tiến lên lễ đài.
Giờ đây cùng với sự hiện diện của quý Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, xin mời cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để chuẩn bị tham dự phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mente tu, O Lord.
Kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây xin kính mời cha lục sự phiên khai mạc giới thiệu tiến trình phiên khai mạc. Tôi là Linh Mục Gioan VNA Dương Nguyên Kha, trưởng ấn giáo phận Phan Thiết. Do chức vụ của mình, tôi được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết và là giám mục đương quyền của vụ án, phân nhiệm làm lục sự phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận án Phong Chân Phước và Phong Thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tòa án đặc biệt này được thiết lập theo giáo luật để điều tra về đời sống và các nhân đức, cũng như về danh tiếng thánh thiền của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Phiên khai mạc hôm nay gồm 3 phần. Phần thứ nhất, công bố hồ sơ khởi sự án Phong Thánh. Phần thứ hai, công bố hồ sơ của phiên tòa. Phần thứ ba, tuyên thệ của Đức Giám mục giáo phận, cáo thỉnh viên và các thành viên cuộc điều tra. Giờ đây, xin kính mời Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đọc lời nguyện khai mạc. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay, để khởi đầu tiến trình án Phong Chân Phước và Phong Thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, chúng con nài xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con. Lạy Thần trí khôn ngoan, xin hướng dẫn những ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng con. Lạy Thần khí thông hiểu, xin soi sáng và chỉ dạy chúng con. Lạy Thần khí chỉ bảo, xin hướng dẫn sự thiếu kinh nghiệm của chúng con. Lạy Thần khí dũng cảm, xin ban sức mạnh trong sự yếu đuối của chúng con. Lạy Thần khí hiểu biết, xin hướng dẫn sự thiếu hiểu biết của chúng con. Lạy Thần khí đạo đức, xin thúc đẩy cho chúng con nhiệt thành làm việc thiện. Lạy Thần khí kính sợ, xin làm cho chúng con trung thành trong việc phụng sự Chúa và làm cho chúng con có thể hành động trong mọi dịp với lòng nhân từ và hiền hậu, bác ái và vui tươi, với sự nhịn nhục và dịu dàng, sự khiêm tốn và trong sạch, để tô điểm cho đền thờ Chúa Thánh Thần bằng ân sủng của Chúa. Xin gìn giữ chúng con với sự tốt lành và giúp chúng con luôn kiện toàn thánh ý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời cộng đoàn ngồi. Sau đây là phần công bố hồ sơ khởi sự án Phong Thánh. Hồ sơ này gồm có tiểu sử tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bangkok cho Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết, thư chấp thuận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh. Hai công trình lớn mà Đức cha Lambert để lại cho giáo hội là hàng giáo sĩ Việt Nam và dòng mến thánh giá. Để bắt đầu, xin mời Thầy Giuse Nguyễn Duy Kết, chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc và sơ Mata Nguyễn Thị Thiên Hương, dòng mến thánh giá Chợ Quán, công bố bản tóm tắt cuộc đời và sứ vụ của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tiểu sử tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đồng sáng lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, đại diện Tông Tòa Tiên Khởi Đàng Trong, người khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam, đấng sáng lập dòng mến thánh giá,
đấng sáng lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte chào đời vào tháng 1 năm 1624 tại Lisieux, thuộc vùng Normandy, Pháp, trong một gia đình quý tộc công giáo đạo đức và được rửa tội ở nhà thờ Saint-Jacques, được nuôi dưỡng trong một môi trường quen thuộc với những hoạt động của giới công giáo nhiệt thành. Năm mới lên 9 tuổi, Ngài đã hình thành ý tưởng về một lối sống dành cho những ai muốn theo đường chọn hảo, được gọi là những người mến thánh giá. Sau quãng thời gian dài theo học tại trường dòng tên, năm 22 tuổi, Ngài trở thành cố vấn tại Tòa án Thuế vụ Rouen. Tại đây, được cha Enneuf dòng tên làm linh hướng, Pierre Lambert theo đuổi một thói quen đạo đức rất nghiêm ngặt. Vào cuối năm 1654, nhờ ông Jean de Bernier, một giáo dân rất nhiệt thành và thánh thiện hướng dẫn, Ngài tham gia nhiều hội đoàn đạo đức. Qua trung gian của vị này, Pierre Lambert ao ước đi truyền giáo ở Canada. Sau một chuyến hành hương, Ngài quyết định rời bỏ Tòa án Thuế vụ để theo đuổi lối sống mới. Thế rồi, chương trình truyền giáo ở Canada bị hủy bỏ. Dù vậy, Ngài vẫn xin gia nhập hàng giáo sĩ. Cuối mùa thu năm 1655, Ngài bước vào kỳ tĩnh tâm dài 40 ngày chuẩn bị trở thành linh mục và được thụ phong ngày 27 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Béziers. Đầu năm 1656, cha Pierre Lambert được mời làm giám đốc trung tâm từ thiện Rouen. Sau khi đi hành hương và làm tuần cửu nhật xin ơn soi sáng, Ngài quyết định nhận công việc này. Tại đây, Ngài tự đặt ra cho mình một lịch trình làm việc đầy kỷ luật, dành 4 đến 5 giờ mỗi ngày để nguyện ngắm, chuẩn bị thánh lễ buổi sáng, còn buổi tối cầu nguyện trước thánh thể. Ngài sống rất thanh đạm, ăn và ngủ rất ít để dành thời gian cho công việc và học hỏi thần học cùng với một vị linh mục giáo sư người Ireland rất thông thái. Trong thời gian này, Ngài còn được hai linh mục là cha Simon Anle, dòng bé mọn, và cha Enneuf, dòng tên, hướng dẫn đời sống tâm linh. Năm 1657, nhân một chuyến đi Paris xin tài trợ cho trung tâm từ thiện của mình, cha Lambert khám phá chương trình truyền giáo tại Việt Nam do cha Đắc Lộ khởi xướng. Vì ước mong được đi truyền giáo ở Viễn Đông, tháng 11 năm ấy, Ngài đến Roma và gặp cha François Palu, vị đại diện tông tòa tương lai của đằng ngoài. Ngày 29 tháng 7 năm 1658, Ngài được Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 7 đặt làm giám mục hiệu tòa Berit. Ngày 9 tháng 9 năm 1659, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa Đàng Trong và vùng Duyên Hải miền Nam Trung Hoa, còn Đức cha François Banlieu làm đại diện tông tòa Đàng Ngoài. Chỉ một tuần sau khi được tấn phong giám mục vào ngày 11 tháng 6 năm 1660, Đức cha Pierre Lambert đã nhanh chóng lên đường sau một chuyến đi đầy gian khổ và nguy hiểm kéo dài hơn 2 năm kể từ ngày rời khỏi Paris. Đức cha Lambert cùng hai vị linh mục thừa sai đặt chân đến Ayutthaya, kinh đô Vương quốc Sim vào ngày 22 tháng 8 năm 1662. Vì giáo hội Việt Nam lúc đó đang bị cấm đoán, nên Đức cha Lambert quyết định đặt nhiệm sở tại Ayutthaya. Ngay lập tức, Ngài bắt tay thực hiện chương trình truyền giáo chưa từng có tiền lệ trong vùng Viễn Đông. Tại Ayutthaya, cùng với Đức cha Banlieu, Ngài tổ chức công nghị đầu tiên vào cuối tháng 2 năm 1664. Một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động loan báo tin mừng ở châu Á. Hoa trái lớn nhất của công nghị này là việc thành lập chủng viện Ayutthaya, tiền thân của chủng viện Penang ngày nay, do Đức cha Pierre Lambert thực hiện, và việc soạn thảo huấn thị nhắn nhủ các thừa sai thường được gọi là Monita. Chính tại Ayutthaya, Đức cha Lambert đã sớm nhận ra tầm quan trọng của các linh mục bản xứ đối với hoạt động truyền giáo trong bối cảnh giáo hội bị bách hại. Do vậy,
Ngài đã mạnh dạn phong chức linh mục cho 4 thầy giảng người Việt đầu tiên vào năm 1668, khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam. Dù đã có một số linh mục hoạt động trong xứ sở, nhưng trách nhiệm của một mục tử không cho phép Ngài sống xa giáo đoàn. Bất chấp mọi nguy hiểm và cấm đoán, ngày 30 tháng 8 năm 1669, Đức cha Lambert cùng hai linh mục thừa sai đến cửa biển Đà Ngoài. Đầu năm 1670, Đức cha thành lập Hiệp hội các tín hữu nam nữ mến thánh giá. Trong khoảng thời gian này, trên một chiếc thuyền được cải dụng thành chủng viện nổi, Ngài đã phong chức cho 7 linh mục Việt Nam khác nữa. Ngày 14 tháng 2, với tư cách giám quản tông tòa Đàng Ngoài, Ngài khai mạc công nghị phố hiến, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tổ chức giáo hội Việt Nam. Ngày 19 tháng 2, ngay trước khi lên đường, Ngài còn nhận lời khấn của hai nữ tu mến thánh giá đầu tiên tại phố hiến, khai sinh dòng mến thánh giá. Tháng 1 năm 1671, Đức cha Lambert lâm bệnh nặng và vua Sim đã đích thân gửi ngự y đến chữa trị. Mặc dù sức khỏe yếu kém, ngày 20 tháng 7, Ngài vẫn xuống thuyền đi đàng trong cùng với hai vị thừa sai và hai linh mục người Việt. Ngày 30 tháng 8, thuyền cập bến gần Nha Trang. Sau đó ít lâu, Ngài lại phải nằm liệt giường trong khoảng 5 đến 6 tuần lễ. Trước lễ Giáng sinh, Đức cha Lambert đã thành lập dòng mến thánh giá An Chỉ, Quảng Ngãi, một bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng giáo hội đàng trong. Giống như trong chuyến kinh lý đàng ngoài, ngày 19 tháng 1 năm 1672, Đức cha Lambert đã khai mạc công nghị Hội An. Ngày 26 tháng 3 năm 1672, Ngài lên đường trở lại Vương quốc Sim cùng với 10 tiểu chủng sinh đàng trong. Sau khi trở về Ayutthaya, Ngài thành lập dòng mến thánh giá Thái Lan vào tháng 9. Tháng 5 năm 1673, Đức cha Pali từ châu Âu trở lại Ayutthaya lần thứ hai. Ngày 18 tháng 10, Đức cha Lambert cùng Đức cha Pali được vua Sim tiếp kiến rất trọng thể với tư cách đại diện của vua Pháp và của Đức Giáo Hoàng. Ngày 22 tháng 2 năm 1674, Đức cha Lambert nhận được tin vui từ đằng trong. Chúa Nguyễn cho phép đạo Công giáo được tự do và mời Ngài đến cư trú ở Hội An hoặc gần đó. Theo lời mời của Chúa Nguyễn Phúc Tần, ngày 6 tháng 9 năm 1675, Đức cha Lambert cùng hai linh mục người Pháp cập bến Hội An. 10 ngày sau, Ngài đặt chân đến Kinh Đô Huế. Sau hơn 7 tháng được tự do hoạt động tại đằng trong, Đức cha rời khỏi vùng đất mà Ngài rất gắn bó vào ngày 22 tháng 4 năm 1676. Trong chuyến mục vụ này, Đức cha Lambert đã thăm viếng rất nhiều cộng đoàn, cử hành bí tích cho các tín hữu, phong chức cho một linh mục người Việt, nhận lời khấn của nhiều nữ tu, chữa lành một em bé và trừ tà cho một phụ nữ bị quỷ ám. Trở lại Ayutthaya ngày 12 tháng 5 năm 1676, Đức cha Lambert cùng phái đoàn của Ngài được hân hoan chào mừng. Đoàn người tiến vào thánh đường hát kinh Te Deum cảm tạ Thiên Chúa. Sau chuyến đi đằng trong lần thứ hai, sức khỏe của Đức cha Lambert vốn đã yếu kém từ lâu nay càng thêm suy giảm. Do phải chịu đựng những cơn đau kéo dài, Ngài dần dần rút lui vào cô tịch để suy niệm và gắn bó mật thiết với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Ngày 15 tháng 6 năm 1679, lúc 4 giờ sáng, Đức cha Pierre Lambert phó thác linh hồn trong tay Chúa tại chủng viện Thánh Giuse ở Ayutthaya, hưởng dương 55 tuổi sau gần 17 năm dành hết công sức xây dựng giáo hội tại Á Châu. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, vị đại diện tông tòa tiên khởi đàng trong, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống giáo hội Việt Nam. Với tinh thần hiệp hành được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các công nghị quan trọng, qua việc phong chức cho các linh mục Việt Nam đầu tiên và việc thành lập hội dòng mến thánh giá.
Ngài không chỉ đặt nền móng vững chắc, nhưng còn đem lại cho Giáo hội Việt Nam một cơ cấu tổ chức phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội đương thời. Linh đạo thập giá gắn liền với hy tế và những khổ đau của Chúa Kitô chịu đóng đinh mà Ngài từng đề cao đã truyền cảm hứng cho các tín hữu Việt Nam, nhất là các thánh tử đạo, trong những lúc giáo hội gặp thử thách ngặt nghèo. Những hoạt động của Đức cha Lambert không chỉ có ý nghĩa lớn lao đối với Giáo hội Việt Nam, nhưng còn đối với nhiều giáo hội khác ở châu Á. Và đời sống thấm nhuần các giá trị tin mừng của Ngài vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ tín hữu về sau qua mẫu gương của một vị mục tử hết lòng vì giáo đoàn và một môn đệ luôn sẵn sàng vác thập giá mình theo Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Giờ đây, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao, thư ký Tòa giám mục Phan Thiết, công bố thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng Y Tổng giám mục Bangkok cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Thư chuyển giao thẩm quyền Tòa giám mục Bangkok số SB331/2020. Tôi ký tên dưới đây là Hồng Y Francisco Xavier Kriensak Kovi Thavani, Tổng giám mục Bangkok, Thái Lan. Tôi được biết Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn khởi sự án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Baluy, đại diện tông tòa địa phận đàng ngoài Việt Nam, và Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đại diện tông tòa địa phận đàng trong Việt Nam, vì các nhân đức anh hùng, đời sống thánh thiện và giáo huấn thiêng liêng của các ngài. Với tư cách Tổng Giám mục Bangkok, nơi tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte qua đời, tôi đồng ý với lời thỉnh cầu của Hội đồng Giám mục Việt Nam và đồng thuận với Bộ Phong Thánh để chuyển năng quyền thủ lý hồ sơ án phong thánh Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Việt Nam, theo huấn thị Sanctorum Mater, Mẹ các Thánh, điều 22-2, ban hành năm 2007 bởi Bộ Phong Thánh. Và sau khi nhận được thư Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng thỉnh cầu, tôi chuyển năng quyền cho Ngài vào ngày 15 tháng 5 năm 2020. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte là đại diện tông tòa tiên khởi địa phận đàng trong. Ngài cũng hoạt động tích cực cho miền truyền giáo đàng ngoài và đã lập cộng đoàn đầu tiên của dòng Mến Thánh Giá vào tháng 2 năm 1670. Đời sống và giáo huấn thiêng liêng của Ngài hiển nhiên có giá trị cao quý đối với tất cả chúng ta ngày nay. Vì thế, Ngài xứng đáng được giáo hội tôn vinh là tôi tớ Chúa, là chân phước và là thánh trong thời gian sắp tới. Tổng giáo phận Bangkok sẽ hết lòng nâng đỡ và cộng tác với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong mục đích này. Nguyện xin Thiên Chúa không ngừng ban ơn phúc dồi dào cho quý vị, tuôn đổ trên quý vị sức mạnh, sự kiên trì và khôn ngoan để thực hiện sứ mạng đáng kính và cao cả này. Làm tại Bangkok ngày 18 tháng 5 năm 2020, trong Đức Kitô, Hồng Y Francisco Xavier Kriensak Kovi Thavani, Tổng Giám mục Bangkok, Linh mục Phêrô Prayut Sri Charoen trưởng ấn. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố thư chấp nhận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh. Bộ Phong Thánh số 3543/1/20. Giáo phận Phan Thiết, án phong chân phước và phong thánh, tôi tớ Chúa Pierre Lambert de Lamotte, thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, Giám mục Hiệu tòa Berit, đại diện tông tòa đàng trong Cochin Chine. Đức cha rất đáng kính Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã thỉnh cầu với Bộ Phong Thánh để cuộc điều tra cấp giáo phận về đời sống và các nhân đức, cũng như về danh tiếng thánh thiện và về các dấu lạ của tôi tớ Chúa Pierre Lambert de Lamotte, thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, Giám mục Hiệu tòa Berit, đại diện tông tòa đàng trong, có thể được tiến hành
nơi giáo phủ của Đức Cha, mặc dù vị tôi tớ Chúa này qua đời trong lãnh thổ của Tổng giáo phận Bangkok. Bộ Phong Thánh chú ý đến các trường hợp đặc biệt được nêu trong đơn thỉnh cầu, cũng như sự đồng ý của Đức Hồng Y Francis Xavier Green Sakovi Thavani, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bangkok, chấp thuận đối với đặc ân theo như lời thỉnh cầu, trong khi lưu giữ, tuân giữ mọi đòi hỏi khác theo như luật định, dù có bất cứ điều gì trái ngược đều không cản trở. Làm tại Roma, từ văn phòng Bộ Phong Thánh, ngày 12 tháng 1 năm 2023, Hồng Y Marcellus Semeraro, Bộ trưởng, Fabius Fabene, Tổng giám mục hiệu tòa Phalicus, Thư ký. Giờ đây, chúng ta chính thức bắt đầu phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Phiên khai mạc này diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, giáo phận Phan Thiết, lúc 6 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2024, năm thứ 10 triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Tòa án bao gồm: 1. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, giám mục đương quyền của vụ án. 2. Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, đại diện giám mục đương quyền của vụ án. 3. Cha Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, đại diện tư pháp giáo phận Phan Thiết, biện lý vụ án. 4. Cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, đại diện tư pháp giáo phận Xuân Lộc, lục sự vụ án. 5. Sơ Mát Ta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, dòng mến Thánh Giá Nha Trang, phó lục sự vụ án. Tất cả các thành viên ban điều tra vụ án đều được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, bổ nhiệm theo giáo luật. Trước hết là việc công bố hồ sơ của phiên tòa gồm: 1. Thỉnh nguyện thư xin phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. 2. Biên bản đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 3. Bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh. 4. Sắc chỉ mở án của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Hiện diện nơi đây hôm nay cũng có cha Geronimo Bùi Thiền Thảo, linh mục dòng Đa Minh, được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên của vụ án. Với vai trò cáo thỉnh viên, ngày 14 tháng 8 năm 2023, cha Geronimo Bùi Thiền Thảo đã đệ trình thỉnh nguyện thư lên Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, xin Đức cha khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Giờ đây, xin mời cáo thỉnh viên công bố thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện xin tuyên phong chân phước và hiện thánh Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, sinh năm 1624, qua đời năm 1679, đại diện tông tòa Tiên Khởi Đàng Trong. Kính trình Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết. Kính thưa Đức cha, con là Geronimo Bùi Thiền Thảo, linh mục dòng Đa Minh, được Hội đồng Giám mục Việt Nam bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên án tuyên phước và tuyên thánh Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, xin đệ trình Đức cha thỉnh nguyện dưới đây. Thưa Đức cha, vì thỉnh nguyện khá dài và vì thời gian khá eo hẹp, con xin bỏ qua phần mở đầu và phần một về lý do chậm trễ trong việc mở án tuyên phước và tuyên thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, để chuyển sang phần thứ hai, những đóng góp của Đức cha Pierre Lambert đối với giáo hội Việt Nam. Đức cha Pierre Lambert de Lamotte là một vị mục tử đã sống hết tình cho vùng truyền giáo của mình.
Chỉ một tuần sau khi được tần phong giám mục, Ngài đã nhanh chóng lên đường đến nhiệm sở, rồi lưu trú tại đó cho đến khi qua đời. Trong suốt gần 17 năm thực hiện chức năng của một vị đại diện tông tòa tại Ả Châu, Ngài đã cống hiến cho Giáo hội Việt Nam ba công trình quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của một giáo hội non trẻ. Thứ nhất, tổ chức giáo hội và định hướng hoạt động. Ngay từ năm 1664, hai vị đại diện tông tòa Pierre Lambert de Lamothe và François Panlui đã tổ chức công nghị đầu tiên ở kinh đô Ayutthaya nhằm hoạch định chương trình cụ thể cho việc loan báo tin mừng ở vùng Viễn Đông theo những chỉ dẫn của huấn thị, nhắn nhủ các vị đại diện tông tòa đàng ngoài và đàng trong do Thánh Bộ truyền giáo ban hành năm 1659. Hoa trái quý giá nhất của công nghị này là việc soạn thảo bản huấn thị nhắn nhủ các thừa sai do hai vị đại diện tông tòa chấp bút và hoàn tất vào năm 1665, được Đức Thánh Cha Clemens thứ 9 khen ngợi. Và vào năm 1669, huấn thị này được Thánh Bộ truyền giáo cho xuất bản bằng kinh phí của mình. Về thực hành, ngay từ sớm, Đức cha Pierre Lambert đã tìm cách gửi một số linh mục người Pháp đến hoạt động không chỉ ở đàng trong vốn thuộc nhiệm sở của mình, nhưng còn cả ở đàng ngoài giúp Đức cha François Panlui. Vì lợi ích của giáo hội, Ngài mời gọi tất cả các thừa sai không phân biệt quốc gia hay truyền thống tu trì cùng chia sẻ một cánh đồng truyền giáo. Nhờ vậy, sứ đàng ngoài còn được đón nhận tin mừng từ những anh em dòng giảng thuyết người Tây Ban Nha. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Ngài vẫn thực hiện được ba chuyến viếng thăm mục vụ ở Việt Nam đầy ý nghĩa. Trong chuyến thăm đàng ngoài năm 1669-1670, Ngài đã triệu tập công nghị phổ hiến. Nét độc đáo nhất của công nghị này là bàn đến việc tổ chức nhà Đức Chúa Trời, hội các thầy giảng và các chức việc của họ đạo mà theo cha Nguyễn Hồng không thể nào tìm thấy ở các giáo hội khác. Trong chuyến viếng thăm đàng trong lần thứ nhất năm 1671-1672, Đức cha cũng cho triệu tập công nghị Hội An nhằm khẳng định quyền bính của Tòa Thánh mà Ngài là người đại diện, đồng thời chấn chỉnh những sai phạm, sửa chữa những sai lầm và nhất là giải quyết những xung đột đang chia rẽ giáo hội địa phương một cách nghiêm trọng. Nhờ những công nghị này mà Giáo hội Việt Nam được tổ chức một cách chặt chẽ và nhất quán, gắn bó mật thiết với truyền thống Giáo hội Công giáo La Mã, có đường hướng rõ ràng, lại được các tín hữu nhiệt thành cộng tác đắc lực. Do vậy, đã tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển về sau, ngay cả trong thời bất hại. Thứ hai, khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam. Mặc dù được bổ nhiệm làm đại diện tông tòa đàng trong, nhưng phần lớn thời gian, Đức cha Pierre Lambert lưu trú ở Thái Lan do tình hình ở Việt Nam quá khó khăn. Nhận thấy tầm quan trọng của các linh mục bản xứ đối với công cuộc loan báo tin mừng trong bối cảnh giáo hội bị cầm đoán, các vị thừa sai gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Ngay từ năm 1665, Đức cha Pierre Lambert đã khởi động thành lập chủng viện Ayutthaya. Bên cạnh đó, huấn thị nhắn nhủ các thừa sai còn nhấn mạnh việc đào tạo linh mục bản xứ như một hoạt động ưu tiên của các thừa sai. Chính Đức cha Pierre Lambert kể từ năm 1667 đã đón nhận nhiều thầy giảng người Việt do một số vị thừa sai ở đàng trong và đàng ngoài tuyển chọn gửi đến chủng viện Ayutthaya. Ngài đã cho cả thời gian này bồi dưỡng thần học trong một thời gian ngắn, rồi mạnh dạn phong chức linh mục cho họ, mặc dù họ còn nhiều khiếm khuyết về mặt tri thức. Các vị linh mục này là hoa trái đầu mùa của Giáo hội Việt Nam. Đây là công trình tâm huyết nhất của Đức cha Pierre Lambert, vì trong di chúc
Ngài để lại toàn bộ tài sản của mình nhằm duy trì chủng viện đàng trong. Thứ ba, sáng lập dòng Mệnh Thánh Giá. Dòng Mệnh Thánh Giá do Đức cha Pierre Lambert thành lập không chỉ được vinh dự là dòng tu đầu tiên ra đời trên đất Việt, nhưng còn là một trong những dòng tu sớm nhất của các xứ truyền giáo dành cho người bản xứ. Đức cha Lambert đã sớm nhận ra vai trò không thể thiếu của những cộng tác viên âm thầm và trân trọng sự đóng góp của họ trong công cuộc loan báo tin mừng thông qua hoạt động bác ái giữa một thế giới đầy thù nghịch với giáo hội. Linh đạo của họ cũng chính là lối sống mà đức cha Pierre Lambert đã từng ấp ủ khi còn nhỏ tuổi, siêng năng suy gẫm những đau khổ của Chúa Kitô như cách thức hữu hiệu nhất để hiểu biết và yêu mến Chúa, đồng thời làm việc đền tội và chuyên cần cầu nguyện để dự phần vào những đau khổ của Chúa Kitô, cũng như xin ơn hoán cải cho lương dân. Đức cha Pierre Lambert đã để lại một di sản thiêng liêng và ăn sâu vào lịch sử giáo hội Việt Nam. Tầm nhìn sáng tạo trong việc định hướng và tổ chức giáo hội, hành động quyết đoán trong việc phong chức linh mục cho người Việt và việc thành lập dòng Mệnh Thánh Giá, minh chứng cho nhiệt tâm loan báo tin mừng và đức tin không hề lay chuyển của Ngài. Con xin phép được bỏ qua phần 3, những nhân đức của đức cha Pierre Lambert de La Motte, để chuyển qua phần thứ 4, hoa trại thánh thiền của đức cha Pierre qua một vài phép lạ. Về đời sống thánh thiền của đức cha Pierre Lambert, cần phải kể đến một số phép lạ mà Thiên Chúa đã thực hiện nhờ lời khẩn cầu của Ngài. Cuối năm 1663, Ngài đã cứu sống một chú bé ngoại giáo ở Ayutthaya đang hấp hối. Chú bé này được rửa tội ngay lập tức với tên thánh Anton, và sau đó cha mẹ em cùng bốn người lớn khác nữa xin rửa tội. Những người này xin gia nhập giáo hội là bằng chứng rõ ràng về việc chú bé Anton được cứu sống là nhờ ơn thành Chúa giúp qua lời khẩn cầu của đức cha Pierre Lambert. Phép lạ thứ hai là một em bé ở Huế đã tắt thở được hồi sinh cũng nhờ lời khẩn cầu của đức cha Pierre Lambert trong chuyến thăm mục vụ đàng trong lần thứ hai của Ngài. Theo cha Vache, một linh mục thừa sai cùng đồng hành với đức cha Pierre Lambert, việc chú bé Ferro được cứu sống nhờ lời khẩn cầu của đức cha Lambert đã khiến cho hơn 50 người trong gia đình, họ hàng và thân hữu của cha mẹ em đã xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Cùng trong chuyến đi này, đức cha Pierre còn trừ tà cho một phụ nữ bị quỷ ám, mặc dù Ngài không trực tiếp gặp người ấy. Sau khi đức cha Pierre Lambert qua đời, theo tường thuật của cha Vache, một thanh niên khiếm thị ở chung viện Ayutthaya được chữa lành nhờ viếng mộ Ngài và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Khi nói về cuộc đời và công trình của đức cha Pierre Lambert, chúng ta không thể bỏ qua di sản tâm linh to lớn mà Ngài đã để lại, và di sản này tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ. Thứ năm, di sản tâm linh của đức cha Pierre Lambert. Trong bản thảo cuốn tiểu sử đầu tiên viết về đức cha Pierre Lambert, cha Jacques-Jacques de Prisassier, bề trên hội thừa sai hải ngoại, đã vẽ nên một bức chân dung sống động về vị đại diện tông tòa tiên khởi đàng trong. Còn xin trích dẫn: những ai đã từng quen biết Ngài ở châu Âu và phương Đông đều biết tài năng của Ngài được tôi luyện đến mức nào, lòng can đảm của Ngài vĩ đại ra sao, Ngài điều hành mọi việc khôn khéo như thế nào, với một đức tin bao la, đức cậy vững vàng, đức ái dịu ngọt, lòng nhiệt thành hăng say, chuyên cần trong nguyện ngắm, vững vàng trong nhẫn nại, khổ hạnh trong lối sống, tinh tuyền trong ý hướng, và lòng khiêm nhường sâu sắc giữa biệt bao tài năng, ơn lành và những nhân đức mà Thiên Chúa đã vui lòng tô điểm cho Ngài
để biến Ngài thành một khí cụ xứng đáng với những chương trình cao cả nhất của Chúa trong việc hoán cải lương dân ở tận cùng thế giới. Bức chân dung của Đức cha Pierre Lambert do cha Đức Gisassier phát họa phản phất hình ảnh vị giám mục lý tưởng mà sau này Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị diễn tả trong tông huấn mục tử của đoàn chiên. Trong tài liệu này, Đức Thánh cha trình bày một vị mục tử hết lòng với đoàn chiên, lưu tâm đến sự hiệp nhất của giáo hội, có đời sống tâm linh sâu sắc, kiên trì phục vụ tha nhân và phụng sự tin mừng. Những phẩm tính này được thể hiện một cách rõ nét trong cuộc đời Đức cha Pierre Lambert. Đời sống và sứ vụ của Đức cha Pierre Lambert trên quê hương Việt Nam mang dấu ấn sâu sắc của tinh thần hợp tác và đồng trách nhiệm. Những sáng kiến của Ngài như việc tổ chức hai công nghị với sự góp mặt của nhiều thành phần dân Chúa, việc phong chức cho những linh mục Việt Nam đầu tiên và việc thành lập dòng Mền Thánh Giá minh chứng cho ước muốn cháy bỏng của Ngài về một giáo hội được xây dựng dựa trên sự hiệp thông và tham gia. Những điều này vang vọng âm hưởng chủ đề của Thường Hội đồng Giám mục năm 2023 vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Đức cha Pierre Lambert luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói của các tín hữu, đề cao vai trò của các linh mục địa phương, đồng thời khích lệ nữ giới tích cực góp phần vào sứ vụ giáo hội. Chính Ngài đã kiến tạo một không gian sao cho tất cả mọi người đều có thể sống và diễn tả đức tin. Sống trong một đất nước còn xa lạ với những giá trị của tin mừng, việc khám phá những đóng góp to lớn cho giáo hội Việt Nam cũng như các nhân đức của Đức cha Pierre Lambert de La Mothe không chỉ có giá trị đối với các mục tử mà thôi, nhưng còn có ý nghĩa tích cực, góp phần thăng tiến đời sống tâm linh của mọi tín hữu. Lòng yêu mến Chúa Kitô chịu đồng đinh theo gương Thánh Phaolô, nhiệt tâm loan báo tin mừng theo gương Thánh Francisco Xavier, lòng trắc ẩn đối với những người nghèo khổ theo gương Thánh Vincent de Paul, và tinh thần hội nhập văn hóa là vốn là những điểm sáng trong đời sống của Đức cha Pierre Lambert. Những điều này sẽ là một lời khích lệ và là động lực giúp cả tín hữu trở thành nhân chứng tin mừng cho con người ngày nay. Với những yếu tố được trình bày trên đây, chúng con mạo muội kính xin Đức cha cho khởi sự cuộc điều tra cấp giáo phận an phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de La Mothe, với hy vọng gương sáng về đời sống thánh thiện và nhiệt tâm loan báo tin mừng của Ngài sẽ khơi dậy sức sống năng động cho giáo hội Việt Nam nói riêng và nhiều giáo hội ở châu Á nói chung. Làm tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2023, Cao Thiền Viên, Linh Mục Geronimo Bùi Thiền Thảo, dòng Đa Minh, thuộc tu viện Mai Khôi, 44 Tú Xương, Đại Ký. Thỉnh nguyện viên Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ân ký. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố biên bản đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam số 00723, biên bản về việc mở án cấp giáo phận xin phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de La Mothe. Tại hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2023, từ ngày 18 tới ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lắng nghe Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, trình bày về việc mở án xin phong chân phước và phong thánh cấp giáo phận cho Đức cha Pierre Lambert de La Mothe dựa trên sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh số 35431/20 k
ký ngày 12 tháng 1 năm 2023. Các giám mục đã biểu quyết đồng thuận để Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng mở án phong thánh cấp giáo phận cho Đức cha Lambert. Kết quả biểu quyết 29 trên 29 giám mục hiện diện đồng ý. Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Chủ tịch Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh. Bộ Phong Thánh số 3543, 4/23, Roma ngày 29 tháng 11 năm 2023. Với văn thư số PT112-2023-09-2101, đề ngày 21 tháng 9 năm 2023, Đức cha đã hỏi Bộ Phong Thánh liệu xem có điều gì từ phía Tòa Thánh ngăn cản việc phong chân phước và phong thánh cho tôi tớ Chúa Pierre Lambert de Lamotte thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, Giám mục Hiệu Tòa Berit, đại diện Tông Tòa Đàng Trong, đã qua đời vào năm 1679. Sau khi xem xét vấn đề, tôi vui mừng thông báo với Đức cha rằng về phía Tòa Thánh không có gì ngăn cản việc tiến hành án phong chân phước và phong thánh cho tôi tớ Chúa Pierre Lambert de Lamotte nói trên, theo những nguyên tắc phải tuân giữ trong các cuộc điều tra được thực hiện bởi giám mục trong các vụ án phong thánh được xuất bản vào ngày 7 tháng 2 năm 1983, Hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Marcellus Semeraro, Hồng y Bộ trưởng Fabius Fabene, Tổng giám mục Hiệu tòa Falicus, thư ký. Giờ đây, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố sắc chỉ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, về việc mở án và việc thiết lập tòa án điều tra án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tòa giám mục Phan Thiết số PT 235-26-23-12-14-01 sắc chỉ về việc khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cấp giáo phận. Sau khi đã xem xét và đánh giá thỉnh nguyện thư của cha Geronimo Bùi Thiện Thảo, linh mục dòng Đa Minh, để trình ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đại diện Tông Tòa Tiên Khởi Đàng Trong, cùng với việc đón nhận ý kiến đồng thuận của các đức giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, biểu quyết ngày 19 tháng 9 năm 2023 và của Tòa Thánh với bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh làm ngày 29 tháng 11 năm 2023 và không thấy có gì trái ngược. Tôi, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, ban hành sắc chỉ khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cấp giáo phận, làm tại Phan Thiết ngày 14 tháng 12 năm 2023, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, linh mục Gioan Viene Dương Nguyên Kha, trưởng ấn. Tiếp đến, cha Francisco Xavier Lê Nguyên Thao công bố sắc chỉ thiết lập tòa án điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Tòa giám mục Phan Thiết số PT 235-26-23-12-14-02 sắc chỉ về việc thiết lập tòa án và bổ nhiệm các thành viên ban điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte để bắt đầu tiến trình điều tra những nhân đức anh hùng và đời sống thánh thiện của tôi tớ Chúa chiếu theo những quy tắc đặc biệt mà cuộc điều tra cấp giáo phận phải tuân theo trong các vụ án phong chân phước và phong thánh được thiết lập trong những văn kiện hiện hành. Trong sắc chỉ này, tôi ban hành quyết định bổ nhiệm những thành viên điều tra của tòa án cấp giáo phận. 1. Linh mục Giuse Hồ Sĩ Hữu,
Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết làm đại diện giám mục đương quyền của vụ án. 2. Linh mục Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, đại diện tư pháp giáo phận Phan Thiết làm biện lý của vụ án. 3. Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Việt, đại diện tư pháp giáo phận Xuân Lộc làm lục sự của vụ án. 4. Nữ tu Marta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang làm phó lục sự của vụ án. Quyết định bổ nhiệm này đã được thông báo cho tất cả các điều tra viên nói trên để họ có mặt vào lúc 6 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Bao và để họ bắt đầu trách nhiệm qua việc tuyên thệ và tham dự phiên khai mạc. Cùng với việc ban hành sắc chỉ này, tôi mời gọi tất cả anh chị em tín hữu cung cấp bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ án. Tôi cũng mời gọi cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận tích cực cầu nguyện cho án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte được tiến triển tốt đẹp theo thánh ý Chúa, làm tại Phan Thiết ngày 14 tháng 12 năm 2023. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết. Linh mục Gioan VNA Dương Nguyên Kha, trưởng ấn. Chiếu theo huấn thị Sanctorum Mater, điều 86, phiên họp đầu tiên của cuộc điều tra tiến hành để tất cả nhân viên điều tra tuyên thệ được Đức Giám mục Giáo phận chủ trì. Giờ đây, xin kính mời Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận Phan Thiết tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, được Tòa Thánh chuẩn nhận và ủy thác chủ trì cuộc điều tra cấp giáo phận, án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, đại diện giám mục đương quyền của vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh mục Giuse Hồ Sĩ Hữu, được Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết bổ nhiệm làm đại diện Đức Giám mục trong cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, biện lý vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ.
Tôi, Linh Mục Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy, được Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết bổ nhiệm làm biện lý trong cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, lục sự vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh Mục Phêrô Nguyễn Quốc Việt, được Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, bổ nhiệm làm lục sự trong cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời Sơ Mát Ta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Lục sự vụ án, tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, nữ tu Mát Ta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, thuộc dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, được Đức Giám Mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, bổ nhiệm làm phó lục sự trong cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Xin mời cha Geronimo Bùi Thiền Thảo, cáo thỉnh viên, trình danh sách những chứng tá và nhân chứng để điều tra, thẩm vấn cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết. Và xin mời cha cáo thỉnh viên tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Tôi, Linh Mục Geronimo Bùi Thiền Thảo, thuộc dòng Đa Minh, được Hội đồng Giám Mục Việt Nam bổ nhiệm làm cáo thỉnh viên cho án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Khi thi hành chức vụ đã được giao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi hứa sẽ tuân theo những điều luật và chỉ dẫn của giáo hội, trung thực thi hành chức vụ của mình và giữ bí mật nhiệm vụ. Xin Thiên Chúa và sách phúc âm tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Giờ đây cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, lục sự của vụ án, sẽ tóm kết phiên khai mạc hôm nay. Xin mời cha.
Trọng kính Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Giám mục đương quyền Án Phong Chân Phước và phong thánh của tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, chủ tọa phiên khai mạc. Trọng kính Đức cha Joseph Chusat Sirisut, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và cha Asien Frecon, Phó Tổng quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể quý ông bà anh chị em. Phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận Án Phong Chân Phước và Phong Thánh Tôi Tớ Chúa Đức cha Pierre de Lamotte đã hoàn thành. Hồ sơ phiên khai mạc gồm: thứ nhất, thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bangkok; thứ hai, thư chấp nhận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh; 3. Thỉnh nguyện thư của cáo thỉnh viên; 4. Biên bản đồng thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc để Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng mở án phong thánh cấp giáo phận cho Đức cha Lambert; 5. Xác chỉ bổ nhiệm cáo thỉnh viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam; 6. Bản Nikin Obstat của Bộ Phong Thánh; 7. Xác chỉ khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh của tôi tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte cấp giáo phận; 8. Xác chỉ thành lập ban điều tra cấp giáo phận và bổ nhiệm các thành viên; 9. Các bản tuyên hứa trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ có chữ ký của các thành viên ban điều tra vụ án và của cáo thỉnh viên; và 10. Bản tóm kết đang được công bố này. Sau phiên khai mạc hôm nay, các thành viên ban điều tra, các chuyên gia lịch sử và thần học sẽ triển khai các cuộc họp để thẩm định các chứng từ, thu thập bằng chứng, thẩm tra các nhân chứng để không bỏ sót bất cứ điều gì liên quan đến vụ án. Thời gian và địa điểm của các phiên họp tiếp theo sẽ được thông báo đến các thành viên ban điều tra bằng các sắc lệnh triệu tập. Sau khi hoàn thành các cuộc điều tra, Đức Giám mục có thẩm quyền, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng sẽ cử hành phiên tòa bế mạc và ban hành sắc chỉ kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận. Sau đó, tất cả hồ sơ sẽ được niêm phong và chuyển sang Bộ Phong Thánh để tiến hành cuộc điều tra cấp Roma. Phiên khai mạc cuộc điều tra cấp giáo phận Án Phong Chân Phước và Phong Thánh của Tôi Tớ Chúa Đức cha Pierre Lambert de Lamotte tới đây đã kết thúc. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa chúng con.
Xin kính mời quý sơ bề trên các hội dòng, phiên tòa đoàn, quý cha, quý đức ông trên lễ đài, quý đức cha, quý đức tổng giám mục tiến về hội trường trung tâm để chuẩn bị cho thánh lễ. Kính mời cộng đoàn ngồi. Xin kính mời đoàn rước tiến bước. Hành trình đắp mây non, xa xôi.
thương ta tình yêu cao quý. Hành trình 50 năm giết bao hồng ân. Hành trình 50 năm phúc ân giang dào. Xin tri ân, xin cảm tạ tình yêu của Chúa. Xin tri ân, xin cảm tạ tình Chúa muôn đời. Muôn phương chúng con tiến về, tạ ơn âm thanh Chúa ban. Chúng tùng ngợi khen Thiên Chúa, suối nguồn tràn chứa hồng ân. Hành trình trình 50 năm.
Cộng đoàn phụng vụ an tọa. Giờ đây là phần giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ. Xin cộng đoàn chỉ vỗ tay một lần khi phần giới thiệu kết thúc. Xin được trân trọng giới thiệu với cộng đoàn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Đăng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn không vỗ tay. Đức cha Chu Sắc Sirisut, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan. Welcome Bishop Chu Sắc Sirisut, President of the Thai Bishop Conference. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha John Baptist Chung Sin Chung, Giám mục Giáo phận Incheon, Hàn Quốc. Welcome Bishop John Baptist Chung Sin Chung, the Bishop of the Diocese of Incheon, South Korea. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo phận Nha Trang. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Hà Tĩnh. Cha Étienne Grécon, phó tổng quyền hội thừa sai hải ngoại Paris. Welcome Father Étienne Grécon, Vicar General of Paris Foreign Mission Society from France. Quý đức ông Giuse Thi Nguyễn Thế Thoại, Phêrô Nguyễn Chí Thiết, Samvinu Mikalev, Emmanuel Achert. Welcome Monsignor Samvinu Mikalev, Emmanuel Achert from Manta. Quý cha và quý chúng sinh đại diện 11 đại chủng viện của ba giáo tỉnh Việt Nam, đại diện 30 hội dòng mến thánh giá trên toàn thế giới, đại diện các cựu chúng sinh Lâm Bích, đại diện Hiệp hội Tín hữu mến thánh giá, hàng ngàn ca viên thuộc các ca đoàn và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, cùng với tất cả quý khách hành hương. Cách đặc biệt, xin được trân trọng giới thiệu với cộng đoàn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, chủ tế thánh lễ hôm nay. Xin cộng đoàn vỗ tay thật lớn, hân hoan đón mừng. Xin kính mời cộng đoàn đứng bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Xin kính chào quý đức tổng, quý đức cha, quý cha quản hạt, quý viện phụ, quý đức ông, quý cha giám đốc và quý cha giáo các đại chủng viện, quý cha, quý bề trên, quý thầy phó tế, quý chủ sinh, quý chị tổng phụ trách và quý sơ các hội dòng mến thánh giá, quý thành viên hiệp hội tín hữu mến thánh giá, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em, quý ca viên của các ca đoàn trong giáo phận Phan Thiết. Thánh lễ hôm nay thật đặc biệt đối với giáo phận Phan Thiết vì hai biến cố. Trước hết là kỷ niệm Kim Khánh 50 năm thành lập giáo phận. Thứ hai là nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, vị giám mục tiên khởi giáo phận Đàng Trong Việt Nam. Qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo phận Phan Thiết, và trong bối cảnh hiệp hành hôm nay, chúng con rất vinh dự và cảm động tạ ơn Thiên Chúa cùng với quý đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, với đức cha giáo phận Incheon Hàn Quốc, với đại diện Hội thừa sai Paris, với quý đức ông, quý cha tổng đại diện, quý đại diện các đại chủng viện tại Việt Nam, với đại diện các hội dòng mến thánh giá của các hội hiệp hội tín hữu mến thánh giá cùng với dòng khiết tâm Thái Lan Bangkok, cùng với quý ông bà anh chị em trong và ngoài giáo phận Phan Thiết. Cử hành thánh lễ hôm nay là lời tạ ơn vì sự đón nhận và phát triển hồng ân đức tin Chúa đã trao tặng cho giáo hội Việt Nam qua vị giám mục tiên khởi Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, và đặc biệt là hồng ân đức tin Chúa ban cho giáo phận Phan Thiết qua các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong suốt 50 năm qua. Và giờ đây, để lời tạ ơn của chúng ta được xứng đáng Chúa thương chấp nhận, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói,
Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ đấng cứu thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa, hằng sông và hiến tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, từ muôn thuở đến muôn đời. Đoạn sách Dân Số cho chúng ta thấy, qua ông Môsê, Thiên Chúa ban phúc lành cho dân Israel khi họ kêu cầu danh Chúa. Trích sách Dân Số, Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Hãy nói với A-a-rôn và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel. Hãy nói với chúng thế này: Xin Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bằng yên cho con. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng.
đó là lời Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galata, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường nào khi sai con một ngài xuống thế làm con Đức Maria để chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng Abba, nghĩa là lạy cha. Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời
cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trọng kính Đức Cha Giuse Giáo phận Phan Thiết, kính thưa các đấng, các bậc, kính thưa toàn thể cộng đoàn hành hương. Cuộc họp mặt hôm nay có thể nói là một cuộc họp mặt 3 trong 1. Một là hôm nay 13 tháng 1 là ngày hành hương định kỳ hàng tháng của Trung tâm Thánh Mẫu Tả Vào. Hai là ngày hành hương này diễn ra trong bối cảnh năm thánh Kim Khánh Giáo phận Phan Thiên. Ba là hôm nay Bộ Phong Thánh chấp thuận cho Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được mở án Phong Thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de Lamotte. Ba lý do đó đều trọng đại, nên chắc hẳn Đức Cha Giuse và Giáo phận Phan Thiên đã đầu tư rất nhiều công sức trong suốt những ngày qua. Cảnh tượng hoành tráng đang diễn ra trước mắt chúng ta là một thành công rực rỡ, có lẽ hơn cả điều các ngài mong đợi. Đức Cha Giuse Phan Thiết ước chừng có đến trên 20.000 người tham dự. Cộng đoàn chúng ta xin chúc mừng ngài. Không chỉ có dân Chúa quốc nội mà còn có các vị khách quý đến từ xa, từ nước ngoài như chúng ta đã nghe trong phần giới thiệu. Ngoài ra còn phải kể hàng triệu người tuy không hiện diện nhưng qua màn ảnh trực tuyến cũng đang theo dõi và hiệp thông với thánh lễ này. Với sự can thiệp đầy ưu ái của Tòa Thánh qua các văn kiện, đặc biệt của Bộ Phong Thánh, sự kiện hôm nay quả là một sự kiện mang tầm vóc hoàn vũ.
Nhưng thú thật thưa toàn thể cộng đoàn, khi được Đức cha Giuse Văn Thiết phân công giảng lễ, tôi rất lúng túng, không biết phải làm thế nào để liên kết cả ba sự kiện, vừa hành hương tà bao, vừa kim khánh giáo vận, vừa mở án phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Càng lúng túng hơn nữa khi tôi hỏi xem thánh lễ sử dụng bài đọc nào để tôi biết đàng mà giảng, lại không nghe phản hồi gì. Có lẽ vì ban tổ chức ai cũng đang quá bận rộn. Nhưng không sao, tạ ơn Chúa, cuối cùng tôi cũng tìm ra được mẫu số chung cho cả ba nội dung. Và để tìm hiểu xem mẫu số chung đó là gì, tôi xin mời cộng đoàn cùng tôi thực hiện ba cuộc hành hương. Cuộc hành hương thứ nhất là cuộc hành hương về tà bao. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ về tà bao, tôi lại nhớ đến Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Lúc sinh thời, khi nghe trung tâm hành hương núi cuối của giáo phận Xuân Lộc chuẩn bị kiến thiết, thì Ngài đã ứng khẩu hai câu thơ này: hôm nay núi cuối khai trương, mẹ tà bao khóc thảm thương vô cùng. Khóc thảm thương vì mẹ tà bao sợ núi cuối mở ra thì mẹ sẽ bị ế ẩm, không có người lui tới. Tôi đang ở Huế, nghĩa là nơi có Đức Mẹ La Vang, tôi cũng sực nhớ tới một giai thoại tương tự như thế. Khi xảy ra đại dịch COVID, thì có người kể với tôi rằng, con đi hành hương núi cuối, con quá đỗi ngạc nhiên vì bỗng con gặp Đức Mẹ La Vang trong ấy. Con hỏi sao mẹ lại về đây? Mẹ trả lời gọn lỏn, La Vang dịch giã vắng người, mẹ về núi cuối mẹ chơi cho đỡ buồn. Cũng có một câu chuyện tương tự như vậy giữa Đức Mẹ Lộ Đức và Đức Mẹ Fatima. Khi hiện ra lần cuối tại Fatima, Đức Mẹ đã giao cho chị Lucia cất giữ ba điều bí mật. Hai điều trước thì đã được tiết lộ, còn điều thứ ba không biết là gì, ai cũng nôn nao chờ đợi. Đến khi được phép mở ra thì chỉ thấy mỗi một cái mệnh lệnh cực kỳ vắn tắt: hãy đóng cửa Lộ Đức ngay lập tức. Hóa ra mẹ Fatima cũng cùng một nỗi sợ như mẹ Tà Bao và mẹ La Vang. Thưa anh chị em, thật ra đó chỉ là những câu chuyện người ta bịa ra để bông đùa cho vui thôi. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Núi cuối đã đi vào hoạt động từ lâu rồi, nhưng mà tà bao vẫn cứ đông tấp nập như kiến cỏ. La Vang sau đại dịch, khách lại nườm nượp, không thua gì tà bao. Và cả Fatima lẫn Lộ Đức đều có hàng trăm triệu khách hành hương mỗi năm. Thưa anh chị em, mỗi trung tâm thánh mẫu mang một tên riêng và một nét biệt loại, nhưng Đức Mẹ vẫn là một, vẫn cuốn hút hàng hàng lớp lớp theo ngôn từ của thời đại phen cuồng. La Vang, Tà Bao, Núi Cúi, Trà Kiều, Măng Đen, La Mã Bến Tre, Fatima Bình Triều hay bất kỳ đâu trên thế giới, đi đến đâu chúng ta cũng thấy mẹ gần gũi thân thương. Tại những nước Kitô giáo Âu Mỹ, từ thôn quê đến thị thành, không có làng nào, không có con đường nào, không có thành phố nào mà lại không có tượng đài Đức Mẹ. Người ta nói rằng hai biểu tượng được sử dụng nhiều nhất trên hành tinh của chúng ta đó là cây thánh giá và Đức Trinh Nữ Maria. Đúng y như lời mẹ đã hát năm xưa khi đến thăm bà Elizabeth: từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Quả thật, cuộc đời Đức Mẹ đan kín thử thách gian nan,
nhưng cũng lại là một cuộc đời tràn ngập diễm phúc. Mẹ được nhân loại mọi thời ngưỡng mộ quý mến, kể cả những người ngoài Công giáo. Một cô giáo bên Lương đã chia sẻ với tôi rằng, con có cảm tưởng các em nữ sinh Công giáo của con, em nào cũng xinh cũng đẹp. Hình như ngày nào các em cũng được nhìn Đức Mẹ, nên được Đức Mẹ truyền duyên truyền hồn. Anh chị em thử nhìn ra chung quanh xem điều đó có đúng không? Tôi nghĩ rằng nếu không đẹp như Đức Mẹ thì ít nhất vì quen đến gặp Đức Mẹ thường xuyên nên chị em phụ nữ cũng đẹp ra một tí. Kết luận là phải siêng đi hành hương. Tôi bảo đảm với chị em phụ nữ là không cần phải dùng collagen nữa. Rõ ràng là thế giới luôn biến đổi thăng trầm, nhưng ngọn lửa yêu mến mẹ vẫn không bao giờ tắt. Con số người yêu mến mẹ vẫn không ngừng gia tăng. Đó là điều chúng ta đang chứng kiến nhãn tiền tại tả bao ngày hôm nay. Vì yêu quý mẹ, ai trong chúng ta cũng muốn đến với mẹ, đến với mẹ để trao gửi cho mẹ vui buồn sướng khổ, đến với mẹ để sẽ trở về với một tâm hồn và một cuộc đời bình an hơn. Chắc chắn đó là món quà cao quý mẹ tả bao sẽ ân cần trao cho từng người và cho mọi người chúng ta ngày hôm nay. Lạy mẹ tả bao, xin cho chúng con cũng được thông phần diễm phúc với mẹ. Thưa anh chị em, giờ đây cùng với mẹ, chúng ta hãy thực hiện cuộc hành hương thứ hai, cuộc hành hương về quá khứ 50 năm giáo phận Phan Thiết. Giáo phận Phan Thiết được khai sinh vào một thời điểm đất nước đang trải qua những giờ phút cực kỳ nghiêm trọng, cho tới độ Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm làm giám mục Phan Thiết đã không thể về được với giáo phận. Rồi tình hình rất lâu sau đó cũng đầy dẫy bất trắc. Nhưng quay đầu nhìn lại, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều bí mật kỳ diệu này. Giữa dòng đời sóng gió, giáo phận Phan Thiết vẫn bình yên. Lý do? Vì mẹ tả bao luôn đồng hành với giáo phận. Con cái giáo phận Phan Thiết vẫn không bao giờ quên đến với mẹ, dù hoàn cảnh có thế nào. Đức Cố Giám mục Nicola Huỳnh Văn Nghi, Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Đức Cha Giám quản Tông tòa Tôma Nguyễn Văn Trâm và Đức Cha đương nhiệm Giuse Đỗ Mạnh Hùng, tất cả đều thường xuyên đến đây để gửi gắm giáo phận Phan Thiết cho mẹ. Linh mục, nam nữ, tu sĩ, giáo dân, mọi thành phần, khi thuận lợi hay giữa nghịch cảnh, đều đã làm như thế, nên đã nhận được vô vàn ơn thiêng của mẹ tả bao. Cũng vì vậy mà trong hội trường tại đây, Đức Cha Giuse đã cho trưng bày bức tranh diễn tả hoa trái đức tin của giáo phận Phan Thiết. Chắc là Ngài muốn nói lên niềm tri ân của giáo phận Phan Thiết đối với mẹ tả bao. Tôi mong sao tình nghĩa mẹ tả bao mãi mãi là bảo chứng cho sự bằng an của giáo phận Phan Thiết. Không hiểu sao nói đến đây, tôi bỗng dưng lại nhớ đến món nước mắm đặc sản của Phan Thiết. Ai cũng biết mùi nước mắm thì không lịch lãm cho lắm, không phải là mùi nước hoa thơm tho. Thà nằm đất với anh bán hương còn hơn nằm giường với anh bán mắm. Cũng may mà Đức Cha Phan Thiết cũng không bán mắm. Chắc có người sẽ nghĩ một ngày trọng đại như hôm nay mà lại nói tới nước mắm thì quả là thô thiển quá. Nhưng thưa anh chị em, nước mắm là thế.
Vậy mà Phan Thiết là cái nơi duy nhất trên thế giới có bảo tàng viện nước mắm. Ngạc nhiên chưa? Ai chưa biết thì xin mời đến địa chỉ 360 Nguyễn Tâm, xin thổi lỗi Nguyễn Thông, xã Phú Hải, thì cách thành phố Phan Thiết 10 km về phía Mũi Né. Đơn giản là vì từ hơn 300 năm qua, nước mắm đã thâm nhập sâu sát vào văn hóa dân tộc, là món gia vị được gọi là quốc hồn quốc tí, và đã từng được hai vị vua triều Nguyễn cấp bảng vàng sắc phong, hiện vẫn còn lưu giữ tại bảo tàng này. Không có bữa ăn nào của người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại mà lại không có nước mắm. Đi Mỹ hay đi Nga, đi ra bất kỳ đâu ở nước ngoài, người Việt Nam đều mang theo nước mắm mới ăn được cơm. Ý tôi muốn mượn ý tưởng tượng trưng của nước mắm để cầu chúc cho giáo phận Phan Thiết, cho chứng tá của con cái giáo phận Phan Thiết cũng sẽ lan tỏa và thấm nhập muôn nơi muôn người như thế. Nước mắm phần xác làm thức ăn đậm đà, ngon miệng. Nước mắm đức tin tăng cường sức sống. Có mẹ Tả Bao đồng hành, có nước mắm đem theo, tương lai của giáo phận Phan Thiết chắc chắn sẽ tươi sáng. Giờ đây thưa anh chị em, chúng ta cùng với mẹ Tả Bao và cùng với giáo phận Phan Thiết hãy tham gia cuộc hành hương thứ ba. Hành hương về cuộc đời của một vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam. Như anh chị em đã nghe trong phần mở án phong thánh, năm 1659, Đức Giáo Hoàng Alexander Đệ Tam đã thiết lập hai giáo phận tiên khởi tại Việt Nam. Giáo phận đàng ngoài ở miền Bắc do Đức cha François Palu làm đại diện tông tòa. Giáo phận đằng trong ở miền Nam do Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Đó là hai vị giám mục tiên khởi của Giáo hội Việt Nam. Hội đồng giám mục Việt Nam đệ đơn xin tòa thánh phong phước cho cả hai vị. Và theo quy định của Bộ Phong Thánh, hồ sơ phải bắt đầu bằng việc mở án phong thánh ở cấp giáo hội địa phương. Ngày 29 tháng 10, 2023 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã mở án phong thánh cho Đức cha François Palu. Và hôm nay 13 tháng 1, 2024 tại tòa bao này, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng tổ chức mở án phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Chúng ta không có thời gian để đi sâu vào chi tiết cuộc đời của các ngài. Điều đáng nói là Hội đồng Giám mục Việt Nam xin phong thánh cho các ngài không phải vì các ngài là giám mục tiên khởi, nhưng và vì các ngài là những bậc nhân đức phi thường và đã đóng góp to lớn cho Giáo hội Việt Nam ngay từ thuở ban đầu. Đức cha François Palu đã được tôn vinh rồi. Hôm nay chúng ta dành thời gian này cho Đức cha Lambert de Lamotte. Lúc được sai đến Á Đông, ngài đã được giao một địa bàn trách nhiệm rộng mênh mông gồm Thái Lan, các tỉnh duyên hải miền Nam Trung Quốc, đảo Hải Nam, vừa làm đại diện tông tòa đàng trong, vừa kiêm đại diện tông tòa đàng ngoài. Ngài đến Việt Nam đúng lúc xảy ra cuộc tranh chấp Trịnh Nguyễn vô cùng nhiễu nhương. Cuộc tranh chấp Trịnh Nguyễn, không thể tưởng tượng được một cuộc đời chỉ có 55 năm, 19 năm giám mục, chỉ đến Việt Nam có 3 lần mà lại có thể rong ruổi khắp nơi và làm được nhiều việc đáng kể như thế. Phong chức linh mục, triệu tập công nghị Phố Yến, công nghị Hội An, kinh lý mục vụ từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặt nền móng cho việc cấu tạo hàng giáo sĩ địa phương, thành lập dòng mến thánh giá Việt Nam. Hiện nay, Giáo hội Việt Nam có đến 27 giáo phận với hàng trăm giám mục còn sống, trên 50 vị, 4.000 linh mục
và trên dưới 10.000 nữ tu mến thánh giá. Đó là những con số biết nói không thể có được Giáo hội Việt Nam ngày hôm nay nếu đã không có sự cống hiến của vị danh nhân kiệt xuất Đức cha Pierre Lambert de Lamothe. Thưa anh chị em, vì giới hạn thời gian, chúng ta không thể đi sâu hơn được. Chỉ biết rằng nếu Đức Mẹ Tà Bao là hồng ân cho chúng ta, cách riêng cho giáo phận Phan Thiết, công trạng của Đức cha Lambert de Lamothe cũng là hồng ân chủ ban cách riêng cho Giáo hội Việt Nam. Rút cuộc, mẫu số mà chúng ta tìm kiếm cho cả bản ba nội dung chính chính là hồng ân Chúa tuôn đổ trên lịch sử của nhân loại trong suốt cuộc đời Mẹ Maria, hồng ân cho giáo phận Phan Thiết và suốt cuộc hành trình thừa sai của Đức cha Lambert de Lamothe. Ước gì cuộc hành hương này, nhất là trước thềm năm mới dương lịch 2024 và năm mới âm lịch, chúng ta thêm xác tín về tình mẹ và về hồng ân của Chúa trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha. Người đã nhầm thế trong lòng trinh nữ,
một phép chữa để tha tội. Tôi trong đời kẻ trên sông lai mà xưa sống đời sống. Anh chị em rất thân mến, bước vào năm mới 2024, Giáo phận Phan Thiết khai mở năm thánh, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, và nhất là trong ngày mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de La Motte. Với tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết. Họ sẽ kêu cầu danh ta trên con cái Israel, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Xin cho các vị chủ chân trong giáo hội, các riêng các đức giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam được muôn ơn lành của Chúa để dẫn đoàn Thiên Chúa trong hân hoan, tin thác và bình an. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia biết kiến tạo và xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân chúng, hầu nhân loại có được cuộc sống an cư thái bình. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các mục đồng ra đi vội vã đến thành Bethlehem. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết biết sử dụng thời gian ân phúc của năm thân để biến đổi đời mình theo mẫu gương của Đức Mẹ. Xin vâng đón nhận, hiệp thông và ra đi loan báo tin mừng. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và họ đã xem thấy. Xin cho tiên trình điều tra phong chân phước và phong thân của Đức cha Lambert de La Motte được tiên truyền thuận lời trong thân y Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con bắt đầu một năm mới, năm thánh giáo phận. Xin Chúa chúc lành cho tiến trình phong thánh của Đức cha Lambert và qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bổn mạng giáo phận. Xin Chúa ban muôn ơn để mỗi người chúng con nhiệt tâm xây dựng một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Bay lên tới thiên đường, bay lên.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và bố ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thần là chính nam. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến, đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài, thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ca và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các Đức Cố Giám Mục Nicola, Đức Cố Giám Mục Phaolô, Đức Cố Giám Mục Giuse, các linh mục cùng mọi người trong giáo phận Phan Thiết mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy chi ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chi ân Thiên Chúa, xin thương xót chúng.
Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng cho ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Việc rước mình Thánh Chúa chỉ dành cho những ai là người Công giáo và có đủ điều kiện. Để việc rước lễ được diễn ra trong trật tự và trang nghiêm, xin quý cha đồng tế rước lễ tại chỗ. Xin quý cha tiến lên lễ đài hoặc vào nhà nguyện thánh thể để mang mình Thánh Chúa cho cộng đoàn tại những địa điểm mà ban tổ chức đã quy định.
Một lời thề hứa
Cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu và là mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn phụng vụ an tọa. Xin kính mời Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Phan Thiết bày tỏ tâm tình biết ơn với quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý Bề Trên, quý khách và mọi người. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Joseph Chusak Sirisus, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan và quý Cha Thư ký trong Hội đồng Giám mục Thái Lan. Đức Cha Jean-Baptiste Trân Sinh Chun, Giám mục Giáo phận Incheon, Hàn Quốc và quý Cha. Cha Phó Tổng quyền Etienne Frecon, Hội Thừa Sai Hải Ngoại, Paris. Đức ông Sanvinu Mikalev, Nguyên Giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo. Đức ông Emmanuel Agius, Nguyên Khoa trưởng Khoa Thần học của Đại học Manta. Quý Cha Giám đốc và Quý Cha Giáo các Đại chủng viện. Quý Cha Quản hạt, Quý Viện Phụ, Quý Đức ông, Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ chủng sinh, quý chị tổng phụ trách và quý sơ các hội dòng bến thánh giá, quý ban điều hành và thành viên các hiệp hội tín hữu bến thánh giá, quý cựu chủng sinh chủng viện Lâm Bích Nha Trang, quý ca viên của các ca đoàn trong giáo phận Phan Thiết, quý ân nhân, quý khách và toàn thể quý ông bà, anh chị em.
trong bầu khí hiệp hành của toàn thể giáo hội và trong niềm vui của năm Thánh Kim Khánh, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận. Giáo phận chúng con rất vinh dự và cảm động trước sự hiện diện của các đấng bậc trong giáo hội, cũng như các thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân trong và ngoài giáo phận. Trước hết, về nghi thức phiên khai mạc mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de Lamotte, đây là niềm vinh dự và niềm vui cho toàn thể giáo phận Phan Thiết của chúng con. Dù là người con thứ 25 trên tổng số 27 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tin tưởng trao cho chúng con trọng trách này. Và nhất là sự hiện diện hôm nay, Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam là sự khích lệ và nâng đỡ đối với chúng con, giúp chúng con chu toàn nhiệm vụ mà Hội đồng Giám mục đã trao phó. Đặc biệt, chúng con cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chia sẻ lời Chúa cho chúng con trong thánh lễ hôm nay. Đồng thời, chúng con cũng biết ơn Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan đã hiện diện với chúng con hôm nay. Your Excellency Joseph Chusak Sirisut, President of the Bishop Conference of Thailand, I would like to express my gratitude to you for being with us today. You represent the Bishop Conference of Thailand and particularly represent Cardinal Francis Xavier, Archbishop of Bangkok, who transferred to me the authority in charge of bishops' numbers cause of beatification and canonization. We thank you, Your Excellency Joseph and Reverend Father Secretaries of the Thai Bishop Conference. Kopun Kap. Chúng con cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris qua cha Etienne Frecon, Phó Tổng Quyền đang hiện diện với chúng con hôm nay. Cher Père Etienne Frecon, Vicaire Général de la Société des Missions Étrangères de Paris, dont Monseigneur François Palu et Monsieur Pierre Lambert de Lamotte ont été fondateurs et cofondateurs. Votre présence aujourd'hui exprime la relation profonde entre la Société des Missions Étrangères de Paris et l'Église du Vietnam. Je vous remercie. Chúng con cũng cảm ơn Đức cha Jean-Baptiste Chung Sin Chun, Giám mục Giáo phận Incheon. Nous remercions également Monseigneur Jean-Baptiste Chung Sin Chun, évêque d'Incheon, un de mes amis. Nous avons étudié ensemble à Paris il y a 25 ans. Aujourd'hui, vous et les deux pères du diocèse d'Incheon, venez rendre grâce de Dieu à Dieu avec nous et priez pour notre diocèse. Je vous remercie. Kamsa Hamida. Chúng con cũng cảm ơn Đức ông Sandino Mikalev, nguyên Giám đốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức ông Emmanuel Agius, nguyên Khoa trưởng Khoa Thần học của Đại học Manta, Quý cha Giám đốc và Quý cha giáo các đại chủng viện tại Việt Nam, Quý cha bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý chị phụ trách và quý sơ các hội dòng bên thánh giá. Quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ban điều hành và thành viên Hiệp hội Tín hữu bên thánh giá. Quý ân nhân và quý khách, quý cựu chúng sinh chủng viện Lâm Bích Nha Trang, quý ca viên của các ca đoàn trong giáo phận và toàn thể quý ông bà anh chị em. Lời cảm ơn cuối cùng, tôi muốn gửi đến tất cả các anh chị em âm thầm phục vụ cho buổi lễ hôm nay.
bản chất tự vệ sinh, âm thanh, ánh sáng, ẩm thực, truyền thông, v.v. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả các cấp chính quyền đã hỗ trợ và tạo điều kiện để buổi lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện hôm nay bên Đức Mẹ Tà Pao để tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ và cầu nguyện cho giáo phận Phan Thiết của chúng con. Cuối cùng, vì vẫn còn là những ngày đầu năm mới dương lịch 2024 và sắp bước vào năm mới âm lịch năm Giáp Thìn 2024, xin được chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Happy New Year and Bon Anne. Xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin cộng đoàn vỗ tay thật lớn bày tỏ niềm hân hoan tri ân và chúc mừng. Kính mời cộng đoàn đứng. Mời thầy phó tế công bố phép lành tòa thánh tại giảng đài. Đức cha đáng kính Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nhờ ơn Thiên Chúa và Tòa Thánh làm giám mục giáo phận Phan Thiết này, nhân danh Đức Thánh cha Francisco sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang ở đây có lòng ăn năn tội và rước lễ. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh cha Francisco, cho Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta, và anh chị em hãy sống thánh thiện, tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với Hội Thánh. Mời cộng đoàn cúi đầu nhận phép lành với ơn toàn xá. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương ban cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đã đáng lãnh nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sáng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được vui hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Amen. Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau khi Đức cha chủ tế hôn bàn thờ, xin kính mời quý Đức Tổng, quý Đức cha và quý cha tiến xuống lễ đài để chụp hình chung với cộng đoàn. Sau khi thay lễ phục, xin kính mời quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý bề trên và quý khách có thẻ đeo màu đỏ dùng tiệc tại hội trường trung tâm. Quý chúng sinh và quý khách có thẻ đeo màu vàng, ban truyền thông âm thanh ánh sáng, và quý khách có thẻ đeo màu xanh ngọc dùng tiệc tại cộng đoàn thăm viếng hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục. Quý sơ và quý khách có thẻ đeo màu xanh dương dùng tiệc tại cộng đoàn mến thánh giá Phan Thiết. Dâng đời xuống
Giáo phận chúng con đồng tâm xây dựng cuộc sống yêu thương gửi trao cùng nhau xây đắp gia đình, ra đi loan báo tin mừng hạnh phúc nước trời. 50 năm hồng ân tràn chứa luôn hân hoan nhờ mẹ.